sau đăng quang dàn hoa hậu đua nhau tham gia game show hâm nóng tên tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Hờ Hèn Nghị Ê, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên đều đại chiến trong cuộc đua kỳ thú 2019. Sự tham gia của ba nàng hậu khiến nhiều khán giả bất ngờ. Các mỹ nhân dường như tham gia game show để hâm nóng tên tuổi. Sau 3 năm tạm ngừng sản xuất, cuộc đua kỳ thú 2019 nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại với dàn sao cùng. Điều đáng nói ở mùa này có sự xuất hiện của ba Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Hờ Hèn Nghị Ê. So về độ hot, cả ba nàng hậu đều là những cái tên co-rapping cho chương trình. Đây cũng là lý do cuộc đua kỳ thú năm nay chọn mặt gửi vàng vào các hoa hậu, bên cạnh những gương mặt khá nổi như siêu mẫu Minh Triệu, Á hậu Lệ Hằng. Với Hờ Hèn Nghị Ê, sau thành tích top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018, cô gái dân tộc ED phủ sóng trên các mặt báo trở thành hiện tượng hình mẫu mà nhiều thiếu nữ muốn hướng đến khi ôm mộc đội lên đầu chiếc vương miện. Người đẹp sinh năm 1992 vừa cá tính vừa gần gũi, mộc mạc như làn gió lạ thổi vào showbiz Việt. Cô cũng là gương mặt được trông đợi sẽ bộc lộ cá tính trong cuộc đua năm nay. Trong buổi họp báo công bố chương trình, Hờ Hèn Nghị Ê khéo léo mong khán giả cảm thông bởi cô bộc lộ không ít tính xấu trong quá trình tham gia game show này. Trái với vẻ cá tính mạnh mẽ của Hờ Hèn Nghị Ê, ở Đỗ Mỹ Linh là sự an toàn, nhẹ nhàng, ngoan hiền. Chính tính cách này của Mỹ Linh khiến cô từng bị chê nhạt nhòa giữa rừng mỹ nhân V-Beat. Tham gia game show lần này cũng là cơ hội cho người đẹp thể hiện mình. Bản thân Mỹ Linh từng chia sẻ, cô nhiều lần đấu tranh với gia đình và công ty quản lý để được tham gia chương trình vì bố mẹ Đỗ Mỹ Linh cho rằng con gái không đảm bảo sức khỏe trong hành trình khắc nghiệt của cuộc đua kỳ thú. Nàng hậu bày tỏ cô muốn thoát khỏi hình tượng dịu dàng an toàn suốt 3 năm qua. Với Hoa hậu Kỳ Duyên, cuộc đua kỳ thú là sự trải nghiệm hứa hẹn nhiều thú vị của cô nàng năng động, ưa khám phá này. So với Hờ Hèn Nghị Ê và Mỹ Linh, Kỳ Duyên có nhiều lợi thế sở hữu bề dày kinh nghiệm khi tham gia khá nhiều chương trình game show sau khi đăng quang. Cô từng làm huấn luyện viên cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2018, đảm nhận vai trò huấn luyện viên Zlook 2017. Tại Zlook, Kỳ Duyên vượt mặt đàn chị giành chiến thắng cùng học trò Vũ Ngọc Trâm. Sự sắc sảo thông minh của Kỳ Duyên qua các game show khiến công chúng dành nhiều thiện cảm. Từ một hoa hậu nhiều thị phi chìm ngập trong scandal, Kỳ Duyên ngày càng trưởng thành thấy rõ. Công bằng mà nói, một phần nhờ tham gia game show mà Kỳ Duyên đã dần lấy lại được hình ảnh trong mắt công chúng. Tái xuất trong cuộc đua kỳ thú lần này cũng là dịp để Kỳ Duyên hâm nóng tên tuổi. Mới nhất, nàng hậu nhiều lần chia sẻ hình ảnh đôi chân bầm tím, móng tay bong chóc, dướng máu, được cho là chiến tích khi tham gia chương trình truyền hình thực tế này. Đặc biệt ở lần trở lại này, Kỳ Duyên kết hợp cùng Minh Triệu khiến tên tuổi của cả hai được dịp gây sốt dù chương trình còn chưa lên sóng. Mới đây, cặp mỹ nhân tiết lộ hậu trường suýt không nhìn mặt nhau vì cãi vã khi tham gia chương trình. Trước đó, thời điểm cuối năm 2018, rộ tin đồn Kỳ Duyên và Minh Triệu yêu đương đồng tính khi cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm thân thiết bên nhau. Mặc dù hai mỹ nhân đều lên tiếng khẳng định chỉ là bạn thân thì nhiều fan vẫn bán tín bán nghi. Cũng bởi vậy, sự kết hợp của cặp đôi trong chương trình lần này càng khiến tên tuổi của cả hai thêm sức hút. Ngoài bộ ba hoa hậu tham gia cuộc đua kỳ thú, nhiều nàng hậu sau đăng quang cũng tranh thủ tham gia game show. Phạm Hương hay Hương Giang Idol đều là những cái tên gây sốt mà nhiều chương trình lựa chọn. Mới nhất, Hoa hậu Hương Giang được mời làm huấn luyện viên The Voice Kids 2019. Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự có mặt của Hương Giang trên ghế nóng sẽ giúp game show này thêm thi vị giữa lúc chương trình bị chê ngày càng nhạt nhòa. Sự hợp tác của các hoa hậu và nhà sản xuất game show suy cho cùng chỉ giúp đôi bên cùng có lợi, còn khán giả hãy cứ chờ sự thể hiện của các hoa hậu. Hờ Hèn Nghị Ê tiếp tục đi dép lê với quần áo sang chảnh. Sau khi gây tranh cãi vì đi dép tổ ong, người đẹp chuyển sang kiểu dép bánh mì. Khoe ảnh ở Canada trong chuyến công tác, Hờ Hèn Nghị Ê gây chú ý khi diện cây đồ thanh lịch nhưng kết hợp cùng đôi dép lê cao su. Thiết kế kiểu bánh mì khá nặng nề có phần không ăn nhập với tổng thể của trang phục. Thời gian này, Hờ Hèn Nghị Ê đang bị mưng mủ ngón chân sau khi tham gia cuộc đua kỳ thú, vì thế cô hạn chế đi đôi giày cao gót. Hoa hậu ưu tiên các kiểu dép lê thoải mái, tuy nhiên nhiều người cho rằng với set đồ này, Hờ Hèn Nghị Ê nên chọn những dáng
sang đan mảnh mai để thanh thoát hơn. Trước đó, người đẹp từng gây tranh cãi vì mang dép tổ ong ra sân bay. Đây là món phụ kiện yêu thích được cô diện mọi lúc mọi nơi vì thoải mái, giá bình dân bất chấp một số ý kiến cho là không phù hợp. Ngoại trừ những lúc lên sân khấu hay đi sự kiện, ở đời thường Hứa Hen Nghê đều ưu ái dép lê, dép sò ngón. Để đôi chân có thời gian nghỉ ngơi, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 sắm đủ kiểu dép lê, tuy nhiên đều có điểm chung là đề cao tính thoải mái hơn là thẩm mỹ. Dù ở nhà hay đi công tác sang chảnh thì người đẹp vẫn diện dép bệt kết hợp cùng đủ phong cách trang phục. Vợ cũ Huy Khánh chê Hứa Hen Nghê quê mùa, loạt sao lên tiếng. Vợ cũ diễn viên Huy Khánh chê Hứa Hen Nghê quê mùa lôm côm khi cô mang dép tổ ong đi Canada. Đáp lại, nàng hoa hậu cảm ơn đàn chị đã góp ý, còn loạt sao Việt lên tiếng bênh vực Hứa Hen Nghê. Mới đây, hình ảnh hoa hậu Hứa Hen Nghê mang dép tổ ong đi Canada thu hút nhiều sự chú ý. Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 mang đôi dép tổ ong màu vàng trên suốt chuyến bay dài. Hình ảnh của Hứa Hen Nghê gây tranh cãi trái chiều, nhiều khán giả cho rằng nàng hoa hậu lượng thượng cẩu thả, một số khác lại yêu mến sự giản dị của cô gái dân tộc ED này. Hứa Hen Nghê chia sẻ lý do cô đi dép tổ ong bởi ngón chân bị mưng mủ, sưng to không thể mang giày thể thao hay giày cao gót. Đây là chiến tích sau thời gian cô tham gia ghi hình chương trình Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên, khi hình ảnh của Hứa Hen Nghê mang dép tổ ong đi Canada được đăng tải, vợ cũ của Huy Khánh đã lên tiếng chê bai nàng hoa hậu quê mùa lôm côm. Một hoa hậu mà đi dép trong nhà, mặc đồ lôi thôi, ngồi trồm hổm từ trong nhà ra thế giới thì là thiếu ý thức, thiếu văn minh. Là một phụ nữ chưa nói hoa hậu đứng trước công cộng, mang bất kỳ sứ mệnh nào cũng phải chỉnh chu. Muốn thoải mái giản dị thì mang giày sang đan hở mũi có quay hậu vẫn lịch sự, đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng. Sự cẩu thả xuồng xã trong hình ảnh không phải là cái nên ca ngợi, đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng, Hoàng Anh viết. Vợ cũ của diễn viên Huy Khánh chia sẻ, nếu thừa tiền mà vẫn mua đồ rẻ tiền kém chất lượng dùng thì bảo cho là cá tính, nhưng nghèo không có khả năng phải dùng đồ rẻ tiền thì không phải phẩm chất gì để ca ngợi cả, phải nỗ lực để hội nhập với thế giới văn minh. Nhất là đã thi thố đại diện nhan sắc các quốc gia, quốc tế. Hay ho gì việc để hình ảnh quê mùa lôm côm vậy mà ngợi ca. Trước lời chê bai của đàn chị, Hứa Hen Nghê đáp lại khá nhẹ nhàng lịch sự, cô bày tỏ: thật, đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy, nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó, vì thích nên hay mua và hay mang. Và một điều nữa là nhiều người cần hơn mình nghĩ thế, nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để có những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ, em cảm ơn chị ạ. Trái với vợ cũ Huy Khánh, nhiều sao Việt lại lên tiếng bênh vực Hứa Hen Nghê. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, em cứ làm những việc em thích là được em ơi. Người mẫu Lê Thúy cũng ủng hộ Hứa Hen Nghê. Á hậu Lệ Hằng, đồng đội của Hứa Hen Nghê ở cuộc đua kỳ thú viết, thương em tôi, em vui và hạnh phúc là được. Ngoài ra, đa số fan đều ủng hộ Hứa Hen Nghê và cho rằng không nên quá quy tắc, hoa hậu bình dị như vậy lại mới dễ thương. Nhiều fan cũng bày tỏ sự lo lắng cho ngón chân đau của Hứa Hen Nghê. Bản thân nàng hoa hậu chia sẻ, dù chân đau nhưng khi xuất hiện ở sự kiện, cô vẫn đi giày cao gót để có được hình ảnh chỉnh chu. Khi đến Canada, Hứa Hen Nghê vẫn chịu đau để có được hình ảnh đẹp nhất khi đi trên những đôi giày cao gót. Hứa Hen Nghê đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 tại Thái Lan và lọt vào top 5 chung cuộc. Người đẹp sinh năm 1992 được yêu mến bởi hình ảnh giản dị mộc mạc. Cô cũng chăm chỉ làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội và nói không với scandal.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.